Mắc lỗi ai đó trong tiếng Anh thì mình sẽ nói thế nào? Các bạn có thể comment ở bên dưới cho Moon biết. Có một cái từ rất là đơn giản khi mà mình có thể dùng, đó là từ tell on someone, có nghĩa là mắc lỗi của ai đó. Ví dụ, my children often tell on each other, có nghĩa là bọn trẻ con nhà tôi thì nó thường mắc tội của nhau. I know that he stole the money, however I don't want to tell on him to my boss. Tôi biết là anh này đã ăn cắp tiền nhưng mà tôi không muốn kể tội anh này với ông chủ. Kiểu một hành vi bao che đấy. Ok, not very good. Để video hữu ích thì đừng quên comment ở bên dưới nhé. Stay tuned and have a great day. Thank you and goodbye.